Hello xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại khu vực đường 30 tháng 4 ngay chỗ bồn nước chạy vào à, ngay chỗ này người ta còn hay gọi là khu vực dốc Ngô quyền đấy quý vị à, hôm nay là thứ bảy ngày mùng 9 tháng 10 năm 2021 khoảng cỡ 3 giờ rưỡi chiều hôm nay là cái ngày mà tỉnh Đồng Nai người ta xóa bỏ chỉ thị 16 đi xuống chỉ thị 19 và cho phép người dân được đi ra ngoài đường thoải mái như lúc ban đầu thì uh, phú tranh thủ một chút xíu thời gian để đi cập nhật tình hình đường phố biên hòa chia sẻ quý vị quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nhá. thì uh, vừa mới mưa xong mưa lớn lắm quý vị hiện tại bây giờ vẫn đang mưa đó phú đang mặc áo mưa và đi quay quý vị xem đó, quý vị thấy không thì à, uh, trên cái phim nó có một chút xíu cái sương mù do là cái nước mưa động trên ống kính á, quý vị thông cảm nha. Đấy quý vị thấy không? Những cái điểm ta bán hàng này. Lâu quá không đi ra ngoài đường. Nhìn cái gì cũng lạ quý vị, giống như kiểu khờ lên tỉnh ấy. Quý vị có thể nhìn thấy là hai bên đường người ta vẫn chưa có mở cửa nhiều đâu. Tại vì cái ngày đầu tiên mà, cho nên là người ta vẫn chờ đợi xem một vài bữa nữa coi xem tình hình như thế nào thôi nhiều khi loay hoay ngày đầu tiên mà cửa ra dễ bị ăn đòn lắm Đấy, ngày khúc này là chúng ta sắp sửa xuống tới công viên biên hùng quý vị trời mưa lớn quá trời luôn thì phú nhận thấy là cũng có một số cửa hàng người ta đã mở cửa ra rồi Đó, còn một số cửa hàng thì vẫn chưa mở và đa số là một số nhà người dân người ta lấy hàng về để người ta bán rau củ quả thịt cá hay đó để phục vụ cho người dân người ta đi mua người ta sử dụng bởi vì bây giờ các khu chợ là vẫn chưa được mở cửa như quý vị các khu chợ thì hiện tại bây giờ chưa biết khi nào mới mở cửa Đấy, cho nên là người dân thì người ta vẫn phải tìm đến những cái nơi này để người ta mua đồ đây là công viên biên hùng à, ngã năm công viên biên hùng vòng xoay tháp đồng hồ Lâu rồi không đi ra ngoài đường nên nhìn cái gì nó cũng lạ các vị. Mới có 3 tháng thôi. Ở trong nhà suốt 3 tháng trời, nay mới ra ngoài đường. Đại Phú sẽ đi thẳng cái đường 30 tháng 4 nha các vị. Cái đường mà hồi xưa gọi là đường Trịnh Hoài Đức đó. Ta đi xuống khu vực uh, Sông Phố này Con đường có nhiều cái ngân hàng. Đó... Dưới này cũng vậy quý vị ơi Chưa mở cửa nhiều cho lắm Lắc đác vài nhà mở cửa thôi Xe cộ ngoài đường thì cũng đi khá nhiều rồi Nói chung là cứ nới lỏng ra là thoải mái rồi quý vị Chứ không thôi phong tỏa hoài thì nó rất là mệt Rạp hát Khánh Hưng Nói chung là người dân suốt 3 tháng trời nằm trong khu phong tỏa nó rất là bí bách quý vị. Bây giờ được à nới lỏng ra thì nó thoải mái hơn. Đấy quý vị thấy ở đây có một số cửa hàng người ta mở cửa rồi này. Phú sẽ đi thẳng cái đường này, chúng ta xuống khu vực à, công trường xung phố và đi về hướng chợ Biên Hòa. Đây là chợ lò bò đây quý vị. Đó, chợ lò bò. Chợ lò bò bây giờ là vẫn chưa được bán đâu quý vị. Nói chung là các khu chợ truyền thống thì không biết khi nào mới được hoạt động trở lại Trời mưa gió nó nhìn chỗ nào cũng chán Dịch dã mà trời mưa đi ra một đường chỗ nào nhìn cũng chán đó quý vị Đây bên phía bên này là cái trường quốc tế Bắc Mỹ đây này Hoàn thành xong hết rồi nhưng mà không biết khi nào mới đi vào hoạt động Dịch như thế này, này thì không biết là bao giờ phải hoạt động được quý vị đây là cái trường nguyễn bình khiêm này đấy, trường trung học nguyễn bình khiêm người ta cũng lấy để người ta làm cái cơ sở coi như là cách ly đấy quý vị giống như dạng là bệnh viện giã chiến thì hầu như các trường học ở biên hòa đa số người ta đều lấy để người ta làm khu cách ly hoặc là bệnh viện giã chiến hết rồi quý vị cho nên là các trường học hiện tại bây giờ là cũng không hoạt động và các em cũng đang học online tiếp tục học online chưa biết khi nào có cái thông báo mới tại vì những cái trường học này bây giờ là vẫn đang là khu cách ly đấy rồi vũ sẽ rẽ qua bên này về phường thanh bình quý vị đây là đường cách mạng tháng tám ngay chung cư thanh bình này phường thanh bình được coi là một trong những cái phường mà khá là tốt trong 3 tháng vừa qua rất là ít những ca mắc quý vị có thể nói là một cái phường sạch ở biên hòa đây ngay chỗ ngã ba phạm lùng phố sẽ rẽ vào đây nhé cái đường nguyễn trãi này phố đi vào đây và đưa quý vị đi vào đi dạo một vòng ở chợ biên hòa coi xem hôm nay tình hình ở chợ biên hòa như thế nào rồi lâu lắm rồi không vào chợ biên hòa không biết nay ra sao đây phú sẽ đi cái đường này nha quý vị đường Nguyễn Thị Hiền này, những cái shop bán đồ mỹ phẩm ở đây mở cửa rồi này, đấy những cái shop ở gần đây là người ta mở cửa hết rồi quý vị, tiệm vàng mở cửa luôn rồi. Đấy, quý vị thấy không? Người ta bán rau, củ, quả ở à, dọc dọc ở đây thôi. Phục vụ cho bà con ở khu vực chỗ này. Nói chung là nếu mà không có những người này bán thì cũng không biết mua ở đâu quý vị. Chỉ có đi vào siêu thị thôi. Nhưng mà không phải là ai cũng đi vào siêu thị được. Đấy. Lâu cái ống kính cái nó nhòa quá. Cái nước mưa nó động trên cái ống kính nó nhòa cái máy quay quá. có à, một số cái uh, tiệm tạp hóa ở đây người ta cũng mở cửa này đây là đường uh, Lê Thanh Tôn nha quý vị đường Lê Thanh Tôn sát chợ biên hòa đấy bên này là bên hông chợ biên hòa này quý vị thấy không vắng hoe điều hưu luôn hiện tại bây giờ là người ta mở cửa ra cho phép à, người dân được à, sinh hoạt bình thường nhưng mà không phải như vậy có nghĩa là hết dịch như quý vị dịch vẫn còn cho nên một số người thì người ta vẫn cẩn thận hơn đây là phía trước chợ biên hòa đó quý vị Đấy. nhiều người thì người ta vẫn chắc ăn hơn là người ta cứ từ từ rồi người ta mở ra người ta bán quý vị chứ không có vội vàng gì hết Bây giờ buôn bán thì nhiều khi người ta cũng sợ lắm. Đây là cái đường Nguyễn Văn Trị sát với bờ sông ha. Đài Phú rẽ qua cái đường Phan Chu Trinh này. Cái đường này nó nằm sát uh, bên chợ nhỏ, chợ cá. Chợ thì chưa có mở cửa đâu quý vị. Đó, có một số nhà dân ở đây người ta mở ra người ta bán, người ta lấy đồ và người ta bán. Đó, quý vị thấy không? Đấy, người dân người ta đi mua đồ ăn này. Đó, thì trong suốt 3 tháng qua à, Ở các phường nào cũng như vậy quý vị à, Bãi rác thì vẫn cứ lớn dần lên Ở <laughs> à, các phường trong suốt 3 tháng qua Thì à, lúc nào cũng như thế Mọi người sẽ tìm đến những cái nơi Mà có bán thực phẩm như vậy Để mà mua về mà ăn còn một số người thì người ta biết sử dụng công nghệ thì có thể là người ta lên trên mạng lên internet người ta tìm những cái nơi mà có bán và ship tận nơi đó người ta đặt hàng về Đấy. rồi những cái nơi này người ta sẽ ship đến chỉ việc là sử dụng thôi. Phu vừa mới đứng lại lau cái ống kính máy quay ấy. trời mưa nó ướt cái ống kính cái phim nó rất là mờ các vị hiện tại bây giờ nó vẫn đang mưa Mưa không có lớn bằng lúc nãy nhưng mà vẫn đang mưa Ướt hết người luôn á Phú lại quay ngược ra cái đường cấp hãng 8 Và sẽ đưa quý vị đi một đoạn qua bên khu vực đường Phan Đình Phùng Khu vực... Uh, Việt quay Hạnh Phước Rồi sau đó chúng ta sẽ đi ra hướng ngã Ba Thành Xem tình hình hôm nay như thế nào quý vị nhé. Đây, Phú sẽ rẽ qua cái đường Phan Đình Phùng này đó ngay khu vực à, vịt quay hạnh phước vịt quay hạnh phước hôm nay cũng chưa có bán đúng lý ra nếu như mà bình thường thì à, ngày hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần và cái giờ này thì cái đường phan đình phùng nó rất là nhộn nhịp quý vị à tiệm vàng mở cửa rồi này nhưng mà bây giờ dịch giả thế này gặp trời mưa nữa cho nên là đi đâu nhìn cái quang cảnh nó cũng chán quý vị thì phú đi cập nhật một số tình hình như vậy cho quý vị xem quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nhá cũng mấy tháng trời rồi phú ở trong nhà không không đi ra ngoài đường cho nên cũng không biết tình hình ngoài thế nào cảm thấy rất là nhớ những cái cung đường này thấy quý vị thấy không nhà cửa hai bên ta đóng cửa hết đâu có mở cửa đâu, Đấy cái đường đi vào thành kèn này, rồi chúng ta đến à, khu vực chỗ à, ngã ba thành nha quý vị, ở à, đây có mấy cái quán ăn đang bán quá trời, đang nướng bốc khói thơm quá, chỗ này là à, hột vịt thu hà quý vị, à, vịt lộn thu hà bán mang về thôi, bị lộn thu hà cũng mở cửa rất là sớm, rồi khu vực uh, ngã ba thành quý ha, à, ngay khu vực ngã ba thành cũng sẽ uh, rẽ qua cái đường này là cái đường uh, Hưng Đạo Vương đây, hẻm uh, Tịnh Độ, rồi uh, bánh kem siêu siêu. quý vị có thể thấy là người dân người ta đi ngoài đường rất là nhiều, đây là người ta đang tìm chỗ để người ta đi mua đồ ăn đấy quý vị, tại vì uh, bây giờ không có chợ, không có mua đồ ăn được để mà dự trữ, cũng như là không thể nào mà lúc nào cũng đến siêu thị được, cho nên người ta cứ đi vòng 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 người ta tìm chỗ nào mà bán rau củ quả hay là thịt cá gì đó, thì người ta mua về để ăn quý vị. nói chung là được nới lỏng như thế này thì nó thoải mái hơn chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào để chúng ta mua còn ba à, tháng trước khi mà đang phong tỏa nếu như muốn đi ra ngoài để đi mua đồ ăn thì phải có phiếu đi chợ quý vị à, một tuần thì chỉ đi chợ có một ngày thôi đó phải có phiếu đi chợ thì mới đi ra ngoài để mua đồ ăn được không thôi thì chỉ ở trong nhà thôi quý vị À, nó khó khăn vô cùng đây chúng ta lại ra tới khu vực à, ngã năm công viên Bình Hùng vòng xoay tháp đồng hồ nè Phú sẽ chạy thẳng qua bên phía đường à, Hà Huy Giáp trước mặt quý vị đó chính là rạp hát Bình Hùng ngày xưa đó rạp hát Nam Hà công trình mới đang làm dở dang dịch à, đang tạm thời nghỉ Đấy, đây là con đường Hà Huy Giáp, Vũ hay gọi vui là phố ăn sáng đây. Do là Phú đi buổi chiều cho nên là không có còn ăn sáng nữa. <laughs> Nhưng mà con đường này nếu mà bình thường thì cũng nhộn nhịp lắm quý vị, nhất là buổi chiều thứ bảy thế này. Các cặp đôi là đang đi tìm quán để ăn, rồi tìm quán nước để ngồi uống, rồi công viên ngay chỗ này cũng rất là đông vui quý vị. Đấy. Mùa dịch rồi lại trời mưa nữa, vắng hoe. nhìn rất là lạ các vị con đường nhìn rất là lạ tại vì nó vắng quá cho nên nhìn rất là lạ rồi tới đây là chúng ta sắp sửa đến cái ngã tư giao nhau với đường võ thị sáu thì đến đây cũng xin được tạm dừng cái video này ở đây để thay của pin máy quay đã rồi tiếp tục hành trình quay cho quý vị xem à, hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an trong giai đoạn này quý vị nhé